Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể ấn và bỏ ấn cái phần tin nhắn Messenger hiển thị ở bên ngoài màn hình khóa của điện thoại nha. Thì khi mà chúng ta sử dụng ứng dụng Messenger để nhắn tin thì mặc định thì cái tin nhắn Messenger khi mà có người khác nhắn tin cho chúng ta thì đây, ở trên cái phần là chúng ta thông báo, nó sẽ, các bạn nhìn thấy trên cái màn hình này nó sẽ có một cái biểu tượng Messenger, có nghĩa là chúng ta đang có một cái nội dung tin nhắn Messenger mà chúng ta chưa đọc, chúng ta chưa kích vào để đọc. Thì các bạn vuốt phần cái phần trung tâm thông báo xuống thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ hiển thị một cái phần là nội dung tin nhắn Messenger và cũng như là cái tên của cái người gửi cho mình ở trong cái ứng dụng Messenger đó. Và nếu mà trường hợp mà các bạn không muốn cái phần này nó hiển thị ở bên ngoài màn hình khóa, các bạn muốn ấn nó đi để người khác khi mà chưa mở điện thoại thì không thể đọc được những cái nội dung nhắn tin đến ở ngoài màn hình khóa, ví dụ như là các bạn không muốn cho người khác đọc được cái nội dung tin nhắn Messenger khi mà chúng ta ở ngoài màn hình khóa, thì trong trường hợp là chúng ta chưa mở khóa điện thoại. Tuy nhiên thì nếu mà có người khác nhắn tin cho chúng ta ở trên Messenger thì cái nội dung tin nhắn cũng như là cái tên người gửi nó vẫn sẽ hiển thị ở bên ngoài màn hình và một phần nào đó thì chúng ta vẫn có thể đọc được. Và nếu mà các bạn muốn ấn cái phần này đi thì chúng ta sẽ mở cái ứng dụng Messenger lên, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần tài khoản Messenger, rồi các bạn kéo xuống, các bạn chọn cho mình đến cái mục là thông báo và âm thanh, các bạn chọn vào. Thì đây, trong cái phần là thông báo và âm thanh thì các bạn thấy là cái phần thông báo này đang bật. Nếu các bạn muốn cái phần thông báo này nó không hoàn toàn nó không hiển thị nữa thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là tắt đi. Đó, các bạn sẽ tắt đi thì các bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn là tắt trong 15 phút, 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ và cho đến khi là cảnh báo hoặc là bật lại. Đó. Tuy nhiên thì cái cách mà chúng ta tắt cái phần thông báo đi thì mình không khuyến khích, bởi vì như thế thì chúng ta sẽ không biết được là có thông báo hoặc là có tin nhắn mới trên Messenger. Mà các bạn cần phải quan tâm cho mình đó là cái phần là xem trước thông báo. Đây, cái phần này nó đang được bật lên. Thì nếu mà cái phần xem trước thông báo này nó được bật lên thì nó sẽ ghi là chúng ta sẽ hiển thị tên và tin nhắn. Có nghĩa là khi mà có người khác nhắn tin cho chúng ta thì cái phần là tên của cái người nhắn tin và cũng như cái nội dung tin nhắn nó sẽ hiển thị bên ngoài màn hình khóa luôn. Có nghĩa là chúng ta chưa mở điện thoại, chúng ta chưa mở khóa điện thoại thì chúng ta vẫn có thể đọc được cái nội dung tin nhắn cũng như là cái tên người gửi đến. Thì nếu mà các bạn không muốn nó hiển thị ở ngoài màn hình khóa, các bạn sẽ tắt nó đi bằng cách là chúng ta sẽ gạt sang bên. Rồi, như thế này thì khi mà có tin nhắn đến thì nó chỉ hiển thị chúng ta là bạn có một thông báo mới, và khi nào chúng ta mở khóa điện thoại chúng ta vào ứng dụng Messenger thì nó mới có thể là hiển thị cái nội dung tin nhắn đó cho chúng ta. Đó, ví dụ như là khi mà chúng ta mở khóa điện thoại, chúng ta vào cái tin nhắn như thế này thì nó sẽ hiển thị cái nội dung tin nhắn cho chúng ta. Đó, còn ngoài ra nếu mà ở ngoài màn hình khóa thì nó sẽ không hiển thị cái nội dung tin nhắn đó. Đó. Còn trường hợp mà các bạn muốn bỏ cái phần ẩn nó đi thì các bạn làm lại như cũ, các bạn vào cái phần thông báo và âm thanh và các bạn bật nó lên. Như vậy thì cái phần là nội dung tin nhắn nó sẽ hiển thị bên ngoài màn hình khóa của điện thoại nha. Rồi, và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.